làm gì làm sao mà kêu rắc cổ rắc không nghe, dọn đồ cuốn gói thăm ca rồi phải không? Nhà có con gái như không? Khổ thân tôi chưa? Còn tiếp nhiều lúc con nghĩ chắc hình như là má lựng con mà nó me nó mận vậy đó. Trong nhà má hả? Chỉ có mình chị Lê là có rồi, còn con nè lụm mà có me có mận nhưng giờ nó luôn nó bỏ. Vui vẻ gì mà ai cũng có ăn nữa. Thấy chưa? Mình đi xuống thôi, mà bây giờ một mình tôi chẳng hút hết rồi.